Thời điểm gần tới Tết Nguyên đán cũng là lúc các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng về số vụ và tính chất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường kinh doanh của các nhà đầu tư chân chính. Trong khi người tiêu dùng thì đánh đổi sức khỏe vì dùng hàng kém chất lượng. Trước thực tế đó, ngay tại các cửa ngõ ra vào thành phố, lực lượng công an các cấp đã tăng cường quân số làm nhiệm vụ kiểm soát. Rạng sáng ngày cuối năm, tại đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, các lực lượng của công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện trên một chiếc xe đầu kéo lén lút chở hơn 400 chai rượu Chivas không có nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ. Nếu những chai rượu này không được bắt giữ và tuồn ra ngoài thị trường thì giá trị của nó sẽ lên đến 1 tỷ đồng. Đây cũng là một trong số ít các vụ việc được lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng phát hiện ngăn chặn ngay tại cửa ngõ ra vào thành phố. Tết sắp đến, do đó thường thường là đối tượng mà buôn lậu hàng cấm, hàng chất cháy, pháo nổ là thường diễn ra. Do đó là chúng tôi bằng các biện pháp nghiệp vụ phải đấu tranh với các loại tội phạm này. Chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp và trên thực tế chúng tôi ngày 27 vừa rồi, lực lượng của đơn vị chúng tôi cũng bắt giữ được một cái xe khách chở mấy tấn hàng, chủ yếu là hàng nhập ngoại, không có hóa đơn chứng từ. Chúng tôi xác định đây là hàng nhập lậu. Sau đó là chuyển cho công an quận Liên Chiểu xử lý theo cái thẩm quyền. Trạm cảnh sát giao thông cửa Hòa Phước, toàn bộ các bộ sĩ tập trung lực lượng ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các phương tiện như xe tải, xe khách vận chuyển các loại hàng hóa, hàng lậu tại các cửa điểm của ngõ ra vào của thành phố. Tình trạng hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm nguồn gốc xuất xứ tập trung chủ yếu vào nhóm hàng tiêu dùng, thời trang, thực phẩm như rượu, thuốc lá, quần áo, gia vị. Qua đấu tranh, các loại tội phạm này hoạt động với phương thức, thủ đoạn vô cùng linh hoạt. Chúng thường lợi dụng kẽ hở của pháp luật để hoạt động gian lận thương mại. Chủ yếu thì có cái đối tượng này nó cũng nghiên cứu rất là kỹ cái quy định của pháp luật. Nó xé lẻ cái hàng hóa ra, nó trà trộn trong với những cái hàng hóa hợp pháp để nó vận chuyển, làm cho cái số lượng nó ở mức độ mà khi phát hiện thì chỉ bị xử lý ở cái mức độ hành chính. Nó tìm cách nó lách đi cái khe hở của pháp luật là như vậy. Xuyên suốt thời gian này, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình, công an thành phố Đà Nẵng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân tố giác, chung tay chống hàng giả để ngăn chặn hàng kém chất lượng trên thị trường.